Cô chào các em học sinh lớp 6 của trường Hậu Giang đến với tiết học công nghệ ngày hôm nay. Hôm trước chúng ta đã học xong chương 1 là nhà ở. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục qua chương 2 là bảo quản và chế biến thực phẩm. Thì trong cái chương 2 này chúng ta sẽ được học những cái nội dung là thực phẩm và dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng hợp lý, bảo quản thực phẩm trong gia đình, chế biến thực phẩm trong gia đình. Thì bài đầu tiên của chương 2 là bài 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Ở đây chúng ta thấy trên hình, chúng ta sẽ được học những cái loại, chúng ta sẽ thấy là hàng ngày chúng ta thường được ăn những cái loại thực phẩm như thế này là thịt, cá, trứng, sữa, bánh mì, rau, củ, quả, vân vân. Bài 4, thực phẩm và dinh dưỡng ở tiết 1. Bài này chúng ta sẽ học 3 tiết. Thì hôm nay chúng ta học tiết 1 là phần 1, giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm, và phần 2, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Rồi chúng ta khởi động ở phần này. Chúng ta thấy hình bên có các hình A, B, C, D, E, G, H, I, L. Thì chúng ta kể tên các loại thực phẩm có trong cái hình bên. Ở các loại thực phẩm này, trong tự nhiên thì các loại thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Một loại thực phẩm cũng có thể là chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng, nhưng chúng ta sẽ xem coi là chất dinh dưỡng nào nhiều nhất trong cái loại thực phẩm đó để cần thiết cho cơ thể chúng ta. Và tại sao là hàng ngày chúng ta phải dùng nhiều loại thực phẩm khác nhau mà chúng ta không dùng một loại thực phẩm? Ví dụ như chúng ta thích ăn trứng thì chúng ta chỉ ăn trứng không, có được hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài để trả lời những câu hỏi này nhé. Mục tiêu của bài học là nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, rồi dinh dưỡng của từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe của con người. Chúng ta sang phần 1, giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm. Ở đây cô cho các em tham khảo xem một cái bảng. Cái bảng này ở đây là người ta chia ra các nhóm, cái nguồn cung cấp của cái các nhóm thức ăn của chúng ta ăn thường ngày. Ví dụ như là đầu tiên là chúng ta có nguồn cung cấp của nguồn cung cấp glycid, tức là chất đường bột á. Thì ở đây chúng ta có nhóm lương thực, ngô, khoai, sắn, vân vân. Rồi nguồn cung cấp protein. Nguồn cung cấp protein là nhóm chất đạm. Thì ở đây gồm có các nhóm hạt như là các loại đậu, đỗ, vừng, lạc, vừng ở trong Nam hay gọi là mè đó. Lạc là đậu phộng. Rồi nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa. Nhóm thịt, cá, tôm, cua, ốc, hến, vân vân. Nhóm trứng các loại. Rồi nguồn cung cấp vitamin, chất khoáng và chất xơ thì có trong các nhóm là rau củ quả có màu vàng, màu da cam, màu đỏ như cà rốt, bí rợ, gốc vân vân, hoặc các loại rau có màu xanh thẫm và nhóm rau quả khác. Nguồn cung cấp chất béo. Nguồn cung cấp chất béo thì có là nhóm dầu, mỡ, mỡ là động vật, nhóm dầu là thực vật. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu nhóm dầu chất đạm. Tại sao gọi là nhóm dầu chất đạm? Như hồi nãy cô đã nói là trong một loại thực phẩm thì có thể là có rất nhiều chất dinh dưỡng ở trong đó, nhưng nhiều chất dinh dưỡng nào nhất, nó thể hiện nhiều cái chất dinh dưỡng nào nhất trong đó thì người ta chia nó vào thuộc cái nhóm đó. Ví dụ như là trong thịt heo. Trong thịt heo thì ở thịt nạc thì có nhiều chất đạm. Thì mặc dù là trong cái thịt nạc này cũng có chất khoáng, cũng có sinh tố, nhưng mà chất đạm là nhiều nhất nên người ta đưa vào nhóm dầu chất đạm. Nhớ là trong phần thịt nạc của thịt heo thì có chất đạm. Ở trên đây ba cái hình trên là thịt, cá và trứng là những chất dinh dưỡng có dầu chất đạm động vật. Còn hàng dưới là đậu các loại thì là chất đạm thực vật. Ta tìm hiểu tiếp. Đạm động vật thì chúng ta gồm có thịt cá, thịt gà, thịt heo,
trứng, sữa, vân vân, đó là đạm động vật. Rồi đạm thực vật thì có các loại đậu hạt, các loại nấm thì cũng có nhiều chất đạm thực vật. Rồi ngoài ra thì trong đậu nành, rồi chế phẩm của đậu nành, ví dụ như là sữa, là đậu hũ thì cũng có rất là nhiều chất đạm. Như vậy chất đạm nó có những cái chức năng gì? Nó có là nó giúp cơ thể phát triển, rồi cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể, giúp cho cơ thể phát triển. Ta quan sát cái hình ha, từ trẻ đến khi phát triển thành người lớn. Rồi chất đạm sẽ cung cấp, ví dụ như là giúp tăng cân nặng, rồi tăng trí tuệ, vân vân. Rồi ngoài ra thì là sẽ tái tạo những cái tế bào đã chết đó, thì nó sẽ tái tạo ra tế bào mới, ví dụ như đứt tay thì tái tạo tế bào mới để mà mau lành vết thương, hoặc là tóc rụng thì sẽ tái tạo ra tế bào mới mọc tóc khác. Rồi chúng ta sang phần chất đường bột. Chất đường bột thường ngày thì chúng ta thấy chất đường bột có đâu? Trong những cái loại tinh bột, cơm, bánh, bánh mì, vân vân. Rồi chất đường thì có trong các loại kẹo. Rồi giờ có thành phần chính của chất đường bột thì là có tinh bột thì có là gạo. Gạo nè, khoai nè, khoai tây, khoai lang, khoai mì, rồi ngô hay còn gọi là bắp. Thì đây là những cái chất mà có nhiều tinh bột. Rồi ngoài ra thì có bánh mì, các loại bánh thì cũng có nhiều tinh bột. Rồi chất đường là thành phần chính thì có ví dụ như là có mật ong, có mía, mạch nha, và có trong kẹo. Rồi như vậy chức năng của chất đường bột là cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động. Ở đây chúng ta thấy nè, hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, học tập, làm việc thì đều cần phải có chất đường bột để cung cấp năng lượng, rồi chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng khác. Ví dụ như là chúng ta có nhiều chất đường bột quá thì có thể chuyển hóa thành chất mỡ tích trữ dưới da để giúp giữ ấm cơ thể, vân vân. Rồi chúng ta sang nhóm dầu chất béo thì cũng có chất béo động vật và chất béo thực vật. Chất béo động vật thì gồm có mỡ, ví dụ như là mỡ heo. Rồi chất béo động vật có trong cá, ví dụ như là omega 3 có trong chất béo của cá hồi, vân vân. Nó cũng giúp cho rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Rồi chất béo thực vật. Chất béo thực vật thì người ta ví dụ như là có trong đậu phộng, hay còn gọi là lạc. Người ta sẽ ép, ta lấy chất béo của nó chiết xuất ra thành dầu. Dầu đậu phộng, dầu phộng. Rồi ở đây dừa cũng có chất béo, và người ta ép những cái cơm dừa này ra để ra cái dầu dừa, vân vân. Đó là chất béo thực vật. Như vậy chức năng của chất béo là gì? Là cung cấp năng lượng tích trữ ở dưới da ở dạng mỡ để bảo vệ cơ thể, là giữ ấm cho cơ thể đó mấy em. Chuyển hóa một số vitamin cần thiết khác, ví dụ như là vitamin A. Rồi chúng ta qua nhóm sinh tố và chất khoáng. Thì ở đây sinh tố chúng ta quan sát hình và chúng ta thấy là có tất cả các loại sinh tố C, sinh tố B, sinh tố A, D, E, K, vân vân, rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Sinh tố A là hay còn gọi là vitamin A thì có trong tất cả những cái loại rau củ quả có màu đỏ cam, ví dụ như là dưa hấu, cà chua, cà rốt, vân vân, ớt chuông. Sinh tố A này thì giúp cho sáng mắt. Sinh tố C thì có trong tất cả những cái loại rau củ quả tươi,
và nhiều nhất là ở những cái loại rau quả có vị chua, ví dụ như là cam nè, chanh nè, đó là những loại có nhiều cái sinh tố C. Sinh tố C là giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Sinh tố D thì có trong trứng, trong thịt, trong phô mai, trong nấm, trong và đặc biệt là dưới ánh sáng mặt trời thì da chúng ta sẽ tổng hợp được sinh tố D. Sinh tố D thì giúp cho việc hình thành phát triển xương. Rồi chúng ta sang phần chất khoáng. Chất khoáng thì có canxi, sắt, vân vân. Canxi thì có trong nhóm thực phẩm là cá, đậu, rau củ quả như trong hình thì có rất là nhiều canxi. Canxi thì giúp cho phát triển xương. Rồi chất sắt thì có trong thịt, trong gan. Rồi chúng ta quan sát cái hình 4.1 thì chúng ta thấy hình A, B, C, D. Thì chúng ta thấy là tên các nhóm thực phẩm có trong hình A, B, C, D. Cho biết tên các nhóm này. Thì các nhóm này chúng ta thấy là nhóm A thì có thịt, có cá, có đậu, có sữa. Như vậy là nhóm này là nhóm gì? Nhóm dầu chất đạm. Rồi nhóm kế tiếp là nhóm gồm có chúng ta thấy có gạo nè, có mì, có ngô, có khoai, có bánh mì. Đây là nhóm dầu chất đường bột. Rồi quan sát ở hình C thì chúng ta thấy có dầu ăn, có dầu ăn nè, rồi bơ, mỡ, dừa, vân vân. Đây là mè, hay còn gọi là vừng. Đây là nhóm dầu chất béo. Rồi nhóm cuối là có rau củ quả, tôm cua, vân vân. Đó là nhóm dầu chất khoáng và sinh tố. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu dựa vào các hình ảnh là hình A, B, C, D cho biết vai trò của mỗi nhóm thực phẩm đối với cơ thể. Thì coi nhóm dầu chất đạm có vai trò gì nè. Nhóm dầu chất đạm nè làm cho trẻ phát triển nè. Tái tạo. Nhóm dầu chất đạm là giúp tái tạo cái tế bào mới nè, thay cho tế bào cũ đã bị chết đi, ví dụ như tay chúng ta đứt thì sẽ mau lành lại. Rồi nhóm dầu chất đường bột thì sẽ cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể hoạt động nè, hoạt động học tập nè, làm việc nè, vui chơi giải trí nè. Rồi nhóm dầu chất béo cũng cung cấp cho cơ thể hoạt động, cho các hoạt động của cơ thể, ví dụ như vui chơi giải trí, học tập, làm việc. Ngoài ra thì nhóm dầu chất béo này còn có thể là giúp tạo một cái lớp mỡ dưới da để giữ ấm cho cơ thể, bảo vệ cơ thể. Nhóm chất khoáng và sinh tố thì cũng giúp cho các hoạt động, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lại bệnh tật để chúng ta phát triển, để cho trẻ em phát triển được tốt, người lớn học tập vui chơi được khỏe mạnh. Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy thực phẩm được chia thành bốn nhóm chính. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm là protein, có vai trò xây dựng tạo ra các tế bào mới để thay thế những tế bào già chết đi, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra chất đạm còn góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhóm thực phẩm giàu chất đường bột là glucid, là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể.
Nhóm thực phẩm giàu chất béo là lipid, góp phần cung cấp năng lượng, giúp bảo vệ cơ thể và chuyển hóa một số vitamin cần thiết. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin, gọi là sinh tố đó, là giúp tăng cường, tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật. Phần 2 là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Ở đây chúng ta quan sát ba cái hình A, B, C thì thấy là thể trạng của mỗi bạn trong hình A, B, C thể hiện tình trạng dinh dưỡng của cơ thể như thế nào. Lần lượt tìm hiểu nhé. Đây là một cái cậu bé, chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy là mặt thì da nhăn, má hóp lại, tay chân thì khẳng khiu, gầy ốm. Thì đây là thể trạng của một trẻ suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng thì cơ thể như vậy. Thì đồng thời mà khi mà suy dinh dưỡng này là do đâu? Là do
Người này ăn thiếu chất dinh dưỡng, nhất là thiếu chất đạm, chất đường bột, chất béo, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Mà nếu trẻ em bị suy dinh dưỡng thì có thể dẫn đến là cơ thể chậm phát triển, trí tuệ cũng kém phát triển luôn, và dễ bị nhiễm bệnh tật hơn là những cái trẻ có dinh dưỡng đầy đủ, thể trạng khỏe mạnh. Rồi, đây chúng ta quan sát đây một cái bạn trẻ có thể trạng béo phì, là người béo phì, ăn nhiều. Béo phì này là do đâu? Là do bạn ăn nhiều những chất đạm, chất béo, chất đường bột mà lại ít vận động thì cơ thể sẽ bốc béo phì, và khi mà bị béo phì như vậy thì sẽ dẫn đến những cái tình trạng là sẽ dẫn đến nhiều cái loại bệnh khác đi kèm theo, ví dụ như là chậm chạp, rồi dẫn đến những cái bệnh là tăng huyết áp, rồi tim mạch, rồi đau khớp, vân vân. Đó là trẻ là do là ăn thừa cái chất dinh dưỡng so với cái nhu cầu của cơ thể. Bởi vậy chúng ta thấy là nhu cầu của cơ thể là thiếu thì cũng không tốt cho sức khỏe, mà thừa thì cũng không tốt cho sức khỏe. Chúng ta lưu ý nhé. Còn đây là hình C, là một bạn trẻ có thể trạng khỏe mạnh cân đối. Thì người cân đối khỏe mạnh thì các con xem nè, da dẻ thì hồng hào, nét mặt vui tươi, thân hình cân đối, nhanh nhẹn, làm việc học tập vui vẻ, thì đó là thể trạng khỏe mạnh cân đối. Nhờ đâu mà sẽ có được cái thể trạng khỏe mạnh cân đối này? Là nhờ ăn uống đầy đủ chất, làm đầy đủ một cái mỗi ngày ăn uống đầy đủ bốn cái nhóm chất dinh dưỡng mà hồi nãy chúng ta vừa học, là nhóm giàu chất đạm, nhóm giàu chất đường bột, nhóm giàu chất béo, nhóm giàu chất khoáng và sinh tố. Nếu ăn đầy đủ tất cả những cái loại thức ăn và chúng ta thay đổi món ăn thường xuyên, và khi thay đổi vậy thì chúng ta nhớ lưu ý là chúng ta thay đổi có cái giá trị tương đương trong cùng nhóm. Ví dụ như là chúng ta ăn cơm là nhóm đường bột thì chúng ta có thể thay đổi thành thỉnh thoảng chúng ta thay đổi thành ăn mì, ăn phở, ăn hủ tiếu vân vân, là cùng trong một cái nhóm đường bột, để cho có cơ thể khỏe mạnh cân đối. Mọi sự thừa thiếu chất dinh dưỡng cũng đều không tốt cho sức khỏe. Rồi, như vậy nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng đều gây ra tác hại đối với cơ thể. Nếu ăn uống thiếu chất thì cơ thể sẽ bị suy dinh dưỡng, phát triển chậm lại hoặc ngừng phát triển. Ngoài ra, trẻ suy dinh dưỡng sẽ có sức đề kháng yếu, dễ nhiễm bệnh và trí tuệ kém phát triển. Nếu ăn uống quá thừa so với nhu cầu của cơ thể kèm theo thói quen ít vận động thì các chất đạm, đường bột sẽ tích lũy trong cơ thể dưới dạng mỡ, khiến cơ thể bị béo phì, vận động khó khăn, chậm chạp và dễ mắc một số bệnh như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, vân vân. Giờ chúng ta ghi bài nhé. Thank you.
tóm lại là muốn cho cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta sẽ ăn uống đầy đủ bốn cái nhóm chất dinh dưỡng không hợp lý theo cái nhu cầu của cơ thể chúng ta ha. Rồi sau khi học xong cái phần bài hồi lúc nãy giờ chúng ta học thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Ở cái bài tập 1 này thì các em hãy sắp xếp các thực phẩm dưới đây vào các nhóm thực phẩm chính. Ở đây cô có tôm, thịt, gạo, ngô, khoai, mỡ lợn, bắp cải, bơ. Thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Ở đây là phần thịt nạc đó các em. Thịt nạc là nằm trong nhóm gì? Nhóm dầu chất đạm. Rồi gạo. Gạo, ngô, khoai là nhóm nhóm dầu chất đường bột. Mỡ lợn là nhóm dầu chất béo. Còn rau củ quả là nhóm dầu chất khoáng và sinh tố nha các em. Rồi ở bài tập 2 thì các em phân loại những cái thực phẩm dưới đây theo các nhóm thực phẩm chính nào. Ví dụ như là thịt heo nè, cà rốt, cua, đậu cô ve, bí đao, rau muống, khoai lang, bánh mì, bông cải. Rồi cải thìa, sườn lợn, bắp cải, thảo, dứa, dứa trong Nam gọi là thơm đó. Mỡ lợn, rồi tôm khô, cá viên su su, thịt gà, dâu, gạo, cá ba sa. Thì mình sẽ xếp những cái thực phẩm này theo những cái nhóm thực phẩm chính như thế nào. Cô ví dụ như là khoai lang, bánh mì, gạo thì chúng ta sẽ cho vào nhóm gì? Nhóm dầu chất đường bột. Rồi cà rốt, đậu cô ve, bí đao, rau muống, vân vân là sẽ vào vào nhóm dầu chất khoáng và sinh tố nha mấy em. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ làm cái bài tập vận dụng. Thì giờ gia đình em thường dùng những món ăn nào? Rồi, mỗi món ăn cung cấp chất dinh dưỡng nào là chủ yếu? Giờ cô ví dụ như là nhà mình dùng thịt kho trứng đi. Thịt kho trứng thì cung cấp gì nào? Cung cấp chất thịt thì có chất đạm nè, có chất béo nè, rồi trứng thì có chất khoáng và sinh tố. Đó là mấy em làm, mấy em kể ra. Rồi để tiết học sau được tốt hơn thì cô hướng dẫn các em về nhà học bài và tiết sau học bài và tiết sau chú ý bài cho kỹ để chúng ta làm kiểm tra 15 phút. Rồi làm bài tập vận dụng và làm bài tập ở liên Google Form để gửi về cho trường kịp thời gian. Và chúng ta về nhà chúng ta ôn tập chuẩn bị để cho ôn tập chương 1 để chuẩn bị những cái tiết kiểm tra về sau. Rồi tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào các em.